Nhâm Hoàng Khang bị phạt 10 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Ngoài tuyên phạt Nhâm Hoàng Khang 10 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh còn kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi xâm phạm mạng máy tính trái phép của bị cáo này. Ngày 6 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở lại phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nhâm Hoàng Khang 10 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Khang không thừa nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên căn cứ vào lời khai của bị cáo, lời khai của bị hại và người làm chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ để kết luận bị cáo Nhâm Hoàng Khang đã có hành vi đe dọa để chiếm đoạt số tiền 291 triệu từ chủ sàn TREX. Ngoài ra, hội đồng xét xử còn kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi xâm phạm mạng máy tính trái phép của Nhâm Hoàng Khang. Tại phiên tòa, bị cáo Khang không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Ngoài ra, bị cáo Khang còn có nhân thân xấu vì đã từng nhận bản án về ma túy. Nói lời sau cùng, Khang cho biết bản thân là người hành nghề về công nghệ thông tin, chuyên đi dò và phát hiện lỗi hệ thống của các công ty, trang web và đã từng phát hiện, sửa lỗi cho nhiều đơn vị như Momo. Và cho rằng bản thân không chiếm đoạt tiền của chủ TREX. Trong phiên xử lần này, bị hại và những người làm chứng được tòa triệu tập hợp lệ nhưng đều không có mặt. Trước đó, vụ án này đã từng bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung để điều tra vì có dấu hiệu phạm tội khác. Tuy nhiên, trong phiên tòa hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát vẫn giữ quan điểm truy tố đối với Khang về tội cưỡng đoạt tài sản theo điểm A khoản 3 điều 170 Bộ Luật Hình sự, khung hình phạt 7 đến 15 năm tù. Bào chữa cho bị cáo Khang tại tòa, các luật sư cho biết dựa vào tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án chưa đủ các yếu tố để cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản, mặt khách quan, chủ quan, nên đề nghị tuyên Khang vô tội, trả tự do ngay tại tòa. Viện Kiểm sát xác định bị cáo Khang là người có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin nên đã phát hiện ra các lỗi bảo mật trên trang website https://2.2/TREX.exchange, gọi là sàn TREX, của ông Vũ Ngọc Châu. Để chiếm đoạt tài sản của ông Châu, Khang lấy thông tin của 29.000 khách hàng của sàn TREX. Sau đó nhắn tin cho nhân viên của ông Châu với nội dung đe dọa sẽ tấn công làm cho sập sàn. Khang gửi thư điện tử cho khách hàng biết sàn TREX bị tấn công, uy hiếp tinh thần ông Châu. Liên tục bị uy hiếp, ông Châu nhiều lần chuyển cho Khang tổng cộng 291 triệu đồng. Căn cứ vào lời khai ban đầu của bị cáo tại cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để kết luận Nhâm Hoàng Khang phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo từ 8-9 năm tù. Tại phiên tòa, Khang cho rằng cáo trạng truy tố là không đúng và gây oan sai. Cụ thể, Khang cho biết không cưỡng đoạt tài sản của ông Vũ Ngọc Châu, bị hại, mà đây chỉ là giao dịch trao đổi bình thường, Khang tham gia vào cuộc thi dò lỗi sàn TREX để nhận tiền. Khang cũng cho biết không nhắn tin vào Telegram để đe dọa tống tiền mà, bị cáo chỉ đe dọa để lấy lại số tiền 10 triệu đồng và để yêu cầu sàn mở lại tài khoản của mình.